Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân của Đức Mẹ. Trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người nhân hậu mà việc thiện của họ không bao giờ bị lãng quên. Dòng dõi họ được hưởng hạnh phúc và họ sẽ có con cháu nối dòng. Miêu về họ trung thành với lời giao ước và con cái họ nhờ họ cũng được trung thành. Miêu về họ sẽ tồn tại đến muôn đời và vinh quang của họ không bao giờ bị lu mờ. Thân xác họ được chôn cất bình an. Tên tuổi họ sẽ sống đời này qua đời nọ. Sự khôn ngoan của họ cộng đoàn truyền tụng và công hội thuật lại lời ngợi khen họ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi bao David tổ phụ người. Chúa đã thề hứa cùng David một lời hứa quả quyết mà người sẽ chẳng rút lời rằng ta sẽ đặt lên ngai bao của ngươi một người con cháu thuộc dòng giống ngươi. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi bao David tổ phụ người. Bởi chân Chúa đã căn tròn Sion, đã thích lừa Sion làm nơi cư ngụ cho mình. Ngài phán, đây là nơi nghỉ ngơi của ta tới muôn đời. Ta sẽ cư ngụ nơi đây vì ta ưa thích. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi bao David tổ phụ người. Tại đó ta sẽ gầy dẫn một ý quyền cho David, sẽ chuẩn bị ngọn đèn sang cho người được ta xước dầu. Ta sẽ bắt những kẻ thù ghét người tuổi hồ. Nhưng triều thiên của ta chiếu sáng rực rỡ trên mình người. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi bao David tổ phụ người. Alleluia, Alleluia. Các ngài mong đợi niềm an ủi của Israel và thánh thần ngự trong các ngài. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Phúc cho mắt các con vì được thấy và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy. Mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Người gieo giống lạc quan. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Matthew chương 13 câu 18. Suy niệm, những cây họ đậu có một khả năng đặc biệt. Bộ rễ của chúng có những nốt sần tích tụ rất nhiều chất đạm từ trong khí trời. Khi nó chết đi, chất đạm trong bộ rễ của nó biến thành một thứ phân bón, giúp cải tạo đất xấu thành đất tốt. Thiên Chúa là chủ ruộng. Ngài gieo hạt giống lời Chúa vào mọi tâm hồn, bất kể người tốt, kẻ xấu. Điều Ngài mong muốn là mọi tâm hồn đều phải được đón nhận lời Ngài. Dù họ chưa sẵn sàng đón nhận, dù họ trổ sinh bông hạt ít hay nhiều, Ngài có lý do để lạc quan và hào phóng như thế, không chỉ vì hạt giống lời Chúa không bao giờ sẽ cạn kiệt, mà cũng như các loại cây họ đậu. Lời Ngài có sức cải tạo những mảnh hồn sỏi đá, gai góc trở thành những cánh đồng tốt tươi màu mỡ. Mời bạn, bạn có nản lòng khi mình nghe lời Chúa đã nhiều mà chưa sinh hoa trái gì? Hoặc bạn có bi quan vì đã đổ ra biết bao công khó trong công việc tông đồ mà kết quả chỉ là số không? Mời bạn chiêm ngắm vị Thiên Chúa đầy lạc quan và nhẫn nại qua dụ ngôn người gieo giống.
và bạn ghi nhớ lời Chúa trong thư Thánh Phaolô. Hãy rao giảng lời Chúa. Hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Timôthêo chương 4 câu 2 đến 5. Bạn có sáng kiến gì để phát triển việc chia sẻ lời Chúa trong giáo xứ, gia đình hoặc cộng đoàn của bạn? Sống lời Chúa, dành thời gian thích hợp để suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện, lạy Chúa, dù tâm hồn con có chai lì khô cứng, Chúa cũng không coi đó là một mảnh đất bỏ đi. Xin cho con không bao giờ nản lòng trong cuộc chiến chống lại tội lỗi, và cho con biết luôn quảng đại, nhiệt thành rao giảng lời Chúa cho anh chị em con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Vết sẹo nơi bàn chân. Ông Khấu Chuẩn, người đời nhà Tống, đất Hạ Bì, lúc nhỏ là một cậu bé leo lỏng ham chơi. Bà mẹ vốn là người nghiêm khắc nên thường hay quở phạt ông. Tuy nhiên, tính nào vẫn thật ấy, Khấu Chuẩn vẫn không thay đổi. Một hôm, ông trốn học đi chơi. Bà mẹ giận quá, cầm quả cân ném phải chân ông. Máu chảy đầm đìa. Từ đó, ông đã bỏ hẳn tính leo lỏng phóng túng, chỉ lo chuyên cần học tập. Về sau đỗ đạt, ông được bổ làm tể tướng. Mỗi khi sờ đến vết thẹo ở bàn chân, ông khóc nức nở. Chính vết thương này đã làm ta nên người. Sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Thương tích dường như là một điều thiết yếu trong cuộc sống. Vấp ngã là điều thường tình trong thân phận con người. Chúng ta không nhìn lại những vết sẹo trong tâm hồn để nuối tiếc quá khứ, nhưng để nhận rõ dấu chỉ của một tình thương bao la cao cả hơn. Phải, Thiên Chúa mạnh hơn sự chết và tội lỗi của con người. Nói như Thánh Phaolô, nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng của Chúa càng dồi dào. Bài trích sách lẽ sống